Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ năm ngày mùng 2 tháng 12 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin người Việt ở Mỹ chia rẽ về ý kiến khi ô tô điện của VinFast vừa ra mắt. Xe ô tô chạy bằng năng lượng điện của VinFast được trình làng ở Mỹ đã khơi ra những ý kiến trái chiều trong những người Việt tại thị trường ô tô lớn thứ hai thế giới, với một số người tỏ ra vui mừng và tự hào, trong khi một số khác thì hoài nghi về chiến lược thực sự đằng sau sự ra mắt rình ràng này của VinFast. Hai mẫu xe thể thao đa dụng chạy bằng điện của VinFast, một công ty sản xuất ô tô thuộc tập đoàn Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, được giới thiệu tại triển lãm ô tô ở thành phố Los Angeles vào hôm 18 tháng 11, trong một chiến dịch quảng bá rầm rộ và thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế. Đặc biệt là các tờ báo truyền thông trong nước và báo Lê Đảng thì hết lời ca ngợi. Đây là hình ảnh trên trang Facebook có 20 triệu người theo dõi, YouTube nổi tiếng Nas Daily ủng hộ xe VinFast vì 100% xe dùng điện không cần dùng xăng. Công ty dự định mở bán các mẫu xe này ở Mỹ vào năm sau. Ngành ô tô đang đổi thay đổi và chúng tôi cảm thấy bây giờ là thời điểm hoàn hảo để mang xe ô tô điện tới và thực sự cạnh tranh ở thị trường rất quan trọng này. Giám đốc điều hành của VinFast toàn cầu Michel đã nói trong một cuộc phỏng vấn với đài CNN. Và đương nhiên chúng tôi muốn biến VinFast thành một thương hiệu xe điện toàn cầu. Hai mẫu xe điện VFE35 và VFE36 được thiết kế bởi hãng của Ý là công ty cũng đã thiết kế các mẫu xe chạy bằng xăng khác cho VinFast. Pininfarina nổi tiếng nhất với lịch sử thiết kế những chiếc xe Ferrari cổ điển, theo hãng CNN chia sẻ. VinFast E35 có thể chạy gần 500 km mỗi lần sạc điện, theo VinFast. E36 có thể đi tới 679 km mỗi lần sạc. Cả hai đều có tính năng hỗ trợ người lái bán tự động tương tự những tính xe khác đã có trên thị trường, như tự động xe và lái xe bán tự động. Tại Mỹ, VinFast sẽ chỉ bán xe điện. Ông Lotcher đã nói như vậy vì đây là nơi công ty nhận thấy cơ hội phát triển lớn nhất của mình. Các mẫu xe điện này được sản xuất dựa trên kỹ thuật riêng của VinFast, ông nói thêm. Sự xuất hiện của những hãng xe thương hiệu Việt Nam lần đầu tiên ở Mỹ đã thu hút sự quan tâm của nhiều người trong và ngoài nước. Một số người còn lên mạng xã hội bày tỏ sự háo hức và tự hào. Cũng rất là mừng vì lần đầu tiên Việt Nam mình có một công ty riêng mang xe đến thị trường của Mỹ nên mình rất là ủng hộ. Anh Thọ Vi, một cư dân người Việt ở bang Virginia, chia sẻ với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ như vậy. Anh cho biết điều khiến anh chú ý về các mẫu xe điện này là chúng được sản xuất bởi một công ty thuộc sở hữu của một doanh nghiệp có tầm ảnh hưởng lớn ở Việt Nam, cũng như thiết kế hiện đại và đẹp do một công ty có tiếng của Ý sản xuất. Thị trường xe điện ở Mỹ có Tesla là một, VinFast trong tương lai sẽ ra sao thì mình chưa nắm rõ, anh nói thêm. Đây là hình ảnh người giàu nhất thế giới, tỷ phú Elon Musk, là người đã sáng lập ra hãng xe hơi điện Tesla ở Mỹ. Ngay sau khi hai mẫu xe điện được ra mắt, đã có những ý kiến đặt nghi vấn về tính khả thi với tham vọng kinh doanh của VinFast ở Mỹ. Cũng lưu ý rằng công ty vẫn chưa cho biết giá của những chiếc xe này chính xác là bao nhiêu và vẫn chưa rõ nội thất bên trong xe có gì. Vẫn còn hơi sớm để bàn về giá cả, nhưng chúng tôi rất tập trung vào khách hàng nên điều chúng tôi muốn làm là cung cấp một sản phẩm chất lượng đẳng cấp thế giới và giá cả hợp lý và dịch vụ thật tốt. Ông Lotcher đã nói như vậy. Ông Joaquin Nguyễn Hòa, một nhà báo tự do sống ở thành phố San Francisco, bang California, thì lại tỏ ra hoài nghi về những gì ông nhìn thấy từ sản phẩm của VinFast. Nếu như VinFast sản xuất được xe điện thì đó là điều tốt thôi, nhưng mà nếu nhìn lại kỹ thuật, nền công nghiệp cũng phức tạp lắm, chứ không phải là dễ dàng, ông nói. Những thông tin mà chúng ta biết cho tới nay, xe VinFast từ xe xăng lẫn xe điện đều được thiết kế, máy móc sản xuất không phải bởi Việt Nam. Coi như một kiểu lắp ráp ở Việt Nam rồi dán cái nhãn lên thôi, cho nên tôi không cảm thấy tự hào nó là một sản phẩm của Việt Nam. Ông Hòa nói ông nghĩ VinFast có thể đáp ứng được thời biểu mà họ đặt ra là giao xe cho khách hàng ở Mỹ sau khoảng một năm nữa, nhưng vẫn còn nhiều vấn đề khác về khía cạnh quản lý và dịch vụ khách hàng mà có thể đề ra thách thức cho tham vọng của công ty. Ông nói, khi mà bán xe thì có nhiều vấn đề khác, là ví dụ như hậu mãi, bảo hiểm, v.v.
nhất là phải thỏa mãn yêu cầu về an toàn của Mỹ chẳng hạn. Thí dụ như cho xe thử tông nhau, thử xe ở nhiệt độ lạnh, nhiệt độ nóng. Tôi nghĩ vấn đề sau khi bắn xong họ làm như thế nào, người ta có tin được hay không? Đây là hình ảnh kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2021 cho thấy VinFast tiếp tục lỗ thêm nửa tỷ đô la, mức lỗ gấp đôi vào năm ngoái. Ông Major Hưng Nguyễn, một chuyên gia địa ốc ở miền Bắc California, nói tham vọng mở rộng thị trường của VinFast có thể gặp trở ngại trong chính cộng đồng người Việt vì lý do thương hiệu này chưa đủ uy tín. Ông cho biết đa số người mà ông đã trò chuyện về xe điện của VinFast đều tỏ ra nghi ngờ hoặc không mấy hứng thú. Ông nói, xây dựng một thương hiệu ở Mỹ tốn nhiều thời gian rất là lâu, hàng mấy chục năm, cho nên chuyện một hãng xe mới từ một quốc gia không hề có tên tuổi gì về ngành công nghiệp xe hơi mà tự nhiên đến Mỹ thì tôi nghĩ rằng chuyện tiếp thị ở thị trường Mỹ thì có thể lấy danh tiếng mà thôi. Thực tế thì tôi cho là rất khó vào thị trường Mỹ, ông giải thích thêm. Theo suy nghĩ của tôi, mục đích của VinFast khi đưa xe qua Mỹ ra mắt, có lẽ họ có những chiến lược khác, tức là tiếp cận thị trường Mỹ với mục đích bán cho khách hàng ở trong nước. Người trong nước nhìn ra thấy bây giờ xe của VinFast đã qua Mỹ rồi, nghĩa là niềm tin vào VinFast để người trong nước mua xe VinFast. Tôi tin là những người lãnh đạo của VinFast thừa hiểu là khó có thể vào thị trường Mỹ được. Ông Thục Phạm, một nhà báo từng làm biên tập cho VTV, hiện sống ở Hoa Kỳ thì đưa ra bình luận như sau. Ô tô chạy bằng điện thì có 3 trở ngại nên chưa bán được rộng rãi như lượng điện có ắc quy và tầm xe chạy, 2 là thời gian sạc, 3 là mạng lưới chạm sạc. Đây là hình ảnh sau chưa đầy 3 năm tham gia thị trường điện thoại di động, Vingroup tuyên bố dừng sản xuất điện thoại Vsmart từ tháng 5 năm 2021 và hoàn toàn thất bại ở mảng này. Theo thời gian và chờ các tiến bộ khoa học kỹ thuật, 3 vấn đề trên sẽ dần được giải quyết. Khi đó, ô tô chạy bằng điện sẽ phổ thông hơn và thay dần xe chạy xăng và dầu. Khi đó, các hãng đi tiên phong về xe điện như Tesla đương nhiên có nhiều ưu thế. Còn các hãng xe xăng dầu lâu đời cũng đã dục dịch chuyển sang làm xe điện với những thuận lợi nhờ nền móng vững chắc về thiết kế, chế tạo, danh tiếng, khách hàng để đón đầu. Thị trường Mỹ là nơi sát hạch khắc nghiệt nhất cho các tiêu chuẩn cao và người tiêu dùng lý trí rất khó tính. Hãng xe nào muốn chứng minh năng lực và thành công phải bán được xe và có lãi ở thị trường Mỹ. Nhưng điều này không dễ vì Trung Quốc, Ấn Độ, Nga, Pháp đều tự làm được xe ô tô nhưng vẫn chưa bán được xe sang Mỹ. VinFast có bước đi táo bạo, đáng khen, gợi lại cách làm của hãng xe Hàn Quốc ban đầu mua bản quyền xe nước ngoài, sản xuất trong nước rồi xuất khẩu sang Mỹ, cuối cùng đã thành công. Nhưng phải tỉnh táo mà thấy sự khác biệt cơ bản. Hàn Quốc họ có nền tảng về công nghiệp, chế tạo, tự làm được nhiều thành phần của xe nên mới thành công. Còn VinFast cái gì cũng phải mua, lệ thuộc vào các nhà cung cấp nước ngoài, sao mà chủ động và cạnh tranh cho được. Sau này xe ô tô điện sẽ phổ biến, nhưng lúc đó các hãng xe lâu đời với lợi thế về kỹ thuật, nền tảng sẵn có, chẳng lẽ họ lại để thua mà ông lính mới tỏ tè lại chẳng có căn bản gì hay sao? Đây là hình ảnh chiếc xe Zeta là xe hơi điện giá rẻ khoảng 7.000 đô của Nga, có thể chạy liên tục 560 km mới phải sạc pin. Thị trường Mỹ tiêu thụ khoảng 15 triệu xe mỗi năm là sự thật, nhưng ngồi đếm cua trong lỗ là một hãng xe mới toe, còn chưa chạy thử ở sa mạc, ở núi cao, trong băng tuyết sẽ bán được hơn 100.000 xe, thật là tự huyễn hoặc. Mình chắc chắn là ủng hộ người Việt thành công, nhưng phải theo cách vững bền, không phải theo cách xây nhà không móng. Ông Thục Phạm đã nêu ra quan điểm như vậy. Hiện Vingroup đang đàm phán với các nhà đầu tư toàn cầu để huy động khoảng 1 tỷ đô la vốn chủ sở hữu cho VinFast. Hãng tin Reuters dẫn 3 nguồn tin cho biết vào hôm 30 tháng 11 như vậy. Các nhà đầu tư mà Vingroup đang đàm phán gồm có Quỹ Đầu tư Quốc gia của Qatar và BlackRock, một tập đoàn quản lý đầu tư đa quốc gia của Mỹ có trụ sở ở New York, theo hãng Reuters. Một đại diện của VinFast trước đó cũng đã nói với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ rằng công ty đang bắt đầu thử nghiệm xe theo những điều kiện khắt khe nhất và theo tiêu chuẩn thị trường. Mỗi hãng xe đều có chiến lược riêng để chinh phục thị trường. Bà Nguyễn Hương Giang, Phó Tổng Giám đốc VinFast Mỹ nói qua email như vậy. Với chiến lược cạnh tranh bằng sản phẩm tốt, giá bán hợp lý và dịch vụ chăm sóc khách hàng xuất sắc,
đồng thời có sự nghiên cứu kỹ lưỡng về thị yếu khách hàng, chúng tôi tự tin là sẽ thành công tại thị trường Mỹ nói riêng và các thị trường quốc tế khác nói chung. Ngoài hai mẫu xe chạy bằng điện, VinFast mới đây cũng ra mắt trụ sở chính ở Mỹ tại Los Angeles. Hiện công ty có kế hoạch sản xuất những chiếc xe thể thao này tại Việt Nam, nhưng định mở một nhà máy ở Mỹ vào nửa cuối năm 2024. Người điều hành VinFast toàn cầu, Lodge, cho biết như vậy. Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Tư ngày 1 tháng 12 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Việt Nam văn hóa tử chức không khả thi, vì sao lại như vậy? Ông Nguyễn Tiến Dĩnh, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ khi trả lời báo chí nhà nước vào hôm 29 tháng 11 cho rằng văn hóa có vai trò hết sức quan trọng đối với mọi mặt trong đời sống cũng như trong đảng. Theo ông Dĩnh thì ngoài năng lực chuyên môn về chính trị, tổ chức thì vấn đề văn hóa cũng rất cần quan tâm. Trong đó có cả văn hóa lãnh đạo, lối sống, cách ứng xử của cán bộ, công chức và cả văn hóa tử chức. Trả lời đài FA từ Nha Trang vào hôm 29 tháng 1, nhà báo Võ Văn Tạo nhận định như sau. Hiện nay, các cơ quan của Đảng và Nhà nước Việt Nam họ rộ lên phong trào xây dựng văn hóa tử chức. Đây là hình ảnh scandal ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm với muốn bỏ rát vàng rát muối, không dẫn đến việc tử chức của ông Tô Lâm mà còn khiến cho 800 tờ báo đài trong nước im bặt, không tờ nào dám đưa tin, trong khi hàng trăm tờ báo quốc tế đều đăng tin. Cụm từ văn hóa tử chức cũng hơi lạ lẫm một chút, nó mới xuất hiện trên báo chí Việt Nam vài năm nay. Nhưng theo hiểu thì dùng từ văn hóa cho cụm từ đó nó cũng không thật sự hợp cho lắm. Muốn người có chức có quyền mà tử chức thì mình phải xây dựng làm sao để thứ nhất là họ tự giác, họ nghĩ danh dự của bản thân họ là cao hơn tất cả và lòng tự trọng để khi họ không hoàn thành nhiệm vụ hay bị công chúng chê trách nhiều quá thì họ tự giác xin tử chức. Cũng theo nhà báo Võ Văn Tạo, ý của nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Dĩnh và một số lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam là hy vọng việc tử chức này là một bước đột phá để họ nâng cao chất lượng đội ngũ quan chức của họ. Nhưng nhà báo Võ Văn Tạo thì cho rằng mong muốn đó khó khả thi. Ông phân tích tiếp như sau. Thứ nhất, tại sao quan chức nước ngoài hay tử chức khi dính bê bối hay không hoàn thành nhiệm vụ gì đấy? Vì những nước có đa nguyên, đa đảng, tự do báo chí, tự do ngôn luận mà quan chức cầm quyền làm không tốt thì ngoài danh dự, nếu họ không tử chức thì sẽ ảnh hưởng đến cả đảng của họ. Khi có sự cạnh tranh thì đảng cầm quyền quan chức bê bối mà không tử chức thì họ sợ dân sẽ không bầu cho đảng đó nữa. Lý do thứ hai, quan chức nước ngoài không có quyền lợi cá nhân như quan chức các xứ sở độc tài như Việt Nam hiện nay. Ví dụ, khi có chức vụ từ xã trở lên huyện, thành phố, chưa nói đến trung ương thì bổng lộc khủng khiếp, chưa nói đến thu nhập đen từ hối lộ. Họ tiếc bổng lộc nên không muốn tử chức, như vụ Thứ trưởng Phạm Quý Ngọ chỉ một lần nhận hối lộ của bà Trương Mỹ Lan đã là $1 triệu, hay vụ AVG, ông nào ông nấy đều nhận mấy triệu đô la. Đây là hình ảnh bà Trương Mỹ Lan bên phải bị Dương Chí Dũng khai đã hối lộ tướng Phạm Quý Ngọ $1 triệu. Tuy nhiên, bà Trương Mỹ Lan không bị ảnh hưởng gì bởi vụ hối lộ đó không thể chứng minh. Sau này, ông Dương Chí Dũng bị tử hình, còn tướng Phạm Quý Ngọ cũng đã chết vì bệnh ung thư gan. Bà Trương Mỹ Lan mà nhà báo Võ Văn Tạo nhắc đến là một nữ doanh nhân người Việt gốc Hoa, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Bà đã bị cáo buộc hối lộ khoảng $1 triệu cho thượng tướng Phạm Quý Ngọ, Thứ trưởng Bộ Công an, để lót tay cho việc chuyển đổi công năng, mục đích sử dụng khu đất cảng Nhà Rồng, Khánh Hội, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. Còn vụ AVG thì liên quan đến ông Nguyễn Bắc Son, cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam. Ông này bị cáo buộc nhận hối lộ $3.900.000 trong thương vụ tổng công ty viễn thông Mobifone mua 95% cổ phần của công ty nghe nhìn toàn cầu AVG do ông Phạm Nhật Vũ, em ông Phạm Nhật Vượng làm chủ tịch. Trong vụ này, ông Trương Minh Tuấn, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đã nhận từ ông Vũ $200.000. Trở lại với phát biểu của ông Nguyễn Tiến Dĩnh vào hôm 29 tháng 11, ông này còn cho biết có nhiều trường hợp khi đề cập đến việc tử chức, những lãnh đạo vướng vào vi phạm
đều nói họ còn phải thực hiện chức trách, nhiệm vụ do Đảng phân công. Điều đó có nghĩa là họ có lý do để tiếp tục duy trì vị trí của mình, không từ bỏ quyền lực sẵn có. Nhìn nhận về vấn đề này, nhà báo Võ Văn Tạo nói tiếp như sau. Tôi không hiểu vì sao Đảng Cộng sản Việt Nam lại quy định tuyệt đối chấp hành cấp trên phân công nhiệm vụ. Họ coi chuyện đó quan trọng lắm, nếu anh từ chức là anh chống đối, không chấp hành sự phân công, vân vân. Công tác tổ chức trong Đảng Cộng sản Việt Nam khắt khe trong chuyện đấy lắm, nhưng người ta ngại từ chức. Bây giờ ra quy định số 41 về khi nào thì từ chức, khi nào miễn nhiệm thì tôi cho rằng đó cũng là bước tiến nhưng không lớn. Đây là hình ảnh trong buổi chất vấn giữa Quốc hội. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng được đại biểu Dương Trung Quốc gợi ý nên từ chức. Tuy nhiên, ông Dũng trả lời ngụ ý là chỉ khi Đảng buộc ông từ chức ông mới làm, chứ ông không tự mình từ chức Thủ tướng bởi ông được Đảng giao phó nhiệm vụ ấy. Vì họ đã ngấm sâu vào máu, bồng lộc không thể bỏ được. Tất nhiên, khi ra quy định nào thì những người vì hoàn cảnh cá nhân hay danh dự mà xin từ chức được cởi một bước, nhưng người này không bị đánh giá là kém ý thức kỷ luật nữa. Vì dưới chế độ này, một người bị đánh giá là kém ý thức kỷ luật thì con cháu cũng khó ngóc đầu lên được. Đấy là những lý do để người ta ngại từ chức và thiếu nền hệ thống giá trị xã hội. Vài năm gần đây, nhiều biệt phủ của các quan chức, cán bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam đã bị báo chí phanh phui, như biệt phủ tại Yên Bái của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, ông Phạm Sĩ Quý. Hay biệt phủ Song Sinh của ông Nguyễn Đức Vượng, nguyên là bí thư huyện Duy Tiên, Hà Nam, và biệt phủ bằng gỗ của ông Khổng Trung, chi cục trưởng, chi cục kiểm lâm Quảng Trị, vân vân. Dư luận đặt câu hỏi, tiền đâu để họ xây biệt phủ đến to lớn như vậy? Hay nhiều vụ việc liên quan đến cán bộ, quan chức cấp cao có lối sống thiếu gương mẫu, như vụ việc ông vợ ông Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh được xe công ra tận sân bay đón. Đây là hình ảnh ông Bộ trưởng Trần Tuấn Anh với lá thư xin lỗi nhân dân, xin lỗi lãnh đạo Đảng và đồng nghiệp sau vụ scandal vợ con được đón ngay chân cầu thang máy bay. Đây là trường hợp hy hữu chưa từng có. Tất nhiên cũng không có chuyện từ chức nào xảy ra cả. Vụ sự ông Nguyễn Bá Cảnh, thành ủy viên, phó trưởng ban thường trực Ban dân vận Thành ủy Đà Nẵng bị thi hành kỷ luật cách tất cả các chức vụ trong Đảng với lý do được đưa ra vì ông Cảnh ngoại tình, vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống, vi phạm luật hôn nhân và gia đình. Và mới đây nhất là nghi vấn hiếp dâm cấp dưới của một vị bí thư huyện đảo Cô Tô, Quảng Ninh cũng khiến dư luận đặt câu hỏi về quy định lối sống gương mẫu. Trong hàng ngũ lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã bị phá sản hoàn toàn. Ông Lê Văn Cuông, nguyên phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa, khi trả lời đài FA thì cho rằng các quy định đối với đảng viên thời gian vừa qua thực hiện chưa được thường xuyên và nghiêm túc, cho nên bây giờ có quy định mới để cụ thể hóa vấn đề này. Bởi vì để mỗi cá nhân tự mình soi lại chính bản thân mình xem có những khuyết điểm gì hoặc có những yếu kém sai phạm gì chưa được mà tổ chức hay người ngoài đóng góp ý kiến, thì chính bản thân mình phải kiểm tra và soi xét. Nhà sử học Dương Trung Quốc, nguyên đại biểu Quốc hội, khi trả lời đài FA từ Hà Nội thì cho rằng từ chức nhìn bề ngoài đúng là sự tự nguyện, nhưng bản chất là gần như một sự bắt buộc. Bởi vì, theo ông Dương Trung Quốc, điều quan trọng nhất mà Việt Nam chưa có là thiếu một nền hệ thống giá trị xã hội. Ông Dương Trung Quốc nêu lại chuyện các vị quan ngày xưa tính liêm sỉ rất lớn, chỉ vì những lý do gia đình hay sự gánh vác, người ta lượng sức mình và sẽ từ chức. Việc này dựa trên một nền tảng giáo dục xưa, ông nói tiếp. Nói cách khác, chính cái sức ép của xã hội, sức ép của các giá trị ấy mà người ta chấp nhận từ chức. Đây là hình ảnh ông bí thư huyện Cô Tô hiếp dâm nữ đồng nghiệp sau tiệc rượu đang có nguy cơ bị khai trừ khỏi đảng. Tuy nhiên, chưa thấy có tin khởi tố vụ án, mặc dù hiếp dâm là một tội hình sự. Ai cũng biết từ chức là từ bỏ quyền lực, từ bỏ cả lợi ích nữa. Nhưng họ lựa chọn giữa hai giá trị ấy trong mặt bằng giá trị xã hội thì họ thấy việc từ chức vẫn hơn. Và hành vi từ chức ấy cũng có một giá trị xã hội để người ta chia sẻ, thậm chí người ta tôn trọng. Nhưng rõ ràng điều đó không đúng trong một xã hội hiện đại. Ông Dương Trung Quốc đã nói thêm, ở những quốc gia khác, từ chức là một tập quán
vì cũng phải chịu sức ép của xã hội rất lớn. Thậm chí người trong cuộc có muốn tồn tại cũng không được vì sẽ có những cơ chế khác buộc phải từ chức. Tuy nhiên ở chiều ngược lại, đôi khi muốn từ chức cũng không được. Ông nói, các quan chức thì gắn liền với quyền lực và lợi ích, mà lợi ích không phải của cá nhân, đôi khi cái mà chúng ta gọi là lợi ích nhóm, lợi ích của một nhóm người. Và khi anh muốn từ chức cũng không từ chức nổi nữa, vì nó ràng buộc lẫn nhau. Vì thế tôi cho rằng điều quan trọng hiện nay là cần tìm ra được một giá trị xã hội, mà cái giá trị xã hội thông qua dư luận xã hội, giáo dục xã hội. Theo ông Dương Trung Quốc, quan trọng nhất là ý thức của những vị quan chức của Việt Nam. Họ phải quan tâm đến dư luận xã hội. Nói cách khác, theo ông Dương Trung Quốc, đó là chuẩn mực về nghiêm chỉnh cần có trong mỗi con người, nhất là những quan chức càng cao cấp, càng cần phải có chuẩn mực đó.